Trời đi Đà Lạt có đi vô phòng ngủ thôi anh. Đây mùa này lên Đà Lạt hình như nó có chừng 13-14 độ nhiêu. Nay thì chắc hôm qua em coi là 12-13 độ á. Ôi nó xuống dữ vậy. Lạnh muốn chết. Mà kiểu đó là buổi tối thì chỉ có ngủ thôi chứ có làm gì được. Em nhớ cái năm nào á, em đi mùa Noel đó nha, là hai chân đứng nổi nó cứng ngắc. Đợt bay ra Đà Nẵng cũng cỡ đó, bay ra Đà Nẵng nó cũng đợt tháng 2 nó cũng lạnh như là lạnh. Mà ở ngoài Đà Nẵng nó lại gió nó kiểu như nó khô quá. Dạ đúng rồi. Nó khó chịu quá rồi. Cả chục năm mà chưa đi làm. Giờ mình ở nhà mà trời lạnh lạnh gì mà coi mấy cái hình, mấy cái video trên Đà Lạt hay nhớ Đà Lạt ghê luôn nha. Thì đó. Tại vì á, nói chung là giờ ở nhà không đi du lịch. Đi xách đồ đi là cản, tại vì là đi Hàn Quốc. Dạ. Vừa đi chơi về xong rồi dính cái dịch Covid. Dạ. Cái trước đó chưa có gì hết á, nó mới vừa bùng dịch ra cái năm 2019. Xong cái kêu đi cách ly 14 ngày xong đó, rồi từ nay thì sao khỏi du lịch nha con. Từ đó tới nay luôn, là cũng 2 năm trời cũng không đi đâu được luôn. Vòng thành phố. Em thích đi du lịch lắm. Em thích đi chỗ nào mát mát á. Còn đi biển á thì đi thì thích, nhưng mà không thích biển nha. Biển thì ra mấy cái Phan Thiết, đi hoặc là mấy cái như là mấy cái resort rồi đó. Ở resort, chỗ Phan Thiết với lại Lagi đồ anh, biển mà nó đẹp lắm. Mũi Né, nhưng mà giờ nó hết đẹp. Mũi Né giờ không bằng nữa. Sao cái đợt dịch này te tua quá trời. Giờ đi đẹp có đi ra mấy cái Ninh Bình. Ủa Ninh Bình là xuất sắc luôn á. Ngắm cảnh. Nhưng mà bây giờ như là nó đang có cái con biến thể mới hay gì cho nên là đi cũng ngại quá. Omicron đúng không? Omicron. Omicron. Thì ớn quá trời ớn. Cái con này là chịu nổi rồi. Ninh Bình là nói là nó tên Ninh Bình là. Mà nó kiểu như là nó tung tin đồn tùm lum á. Tung tin đồn từ lưa nó không biết làm sao. Nhiều thằng đi bỏ tiền để mua vaccine chích mũi 3 rồi mới ghê. Vaccine như vậy con này nó mạnh hơn con kia là chắc cái vaccine cũng không xin nhiêu gì. Không xin. Chứ giờ chích 2 mũi với laser luôn mà cũng nhiễm mà. Chứ đâu có phải mấy cái loại kia. Về núi á. Với lại nó có chùa đẹp á. Chùa Bái Đính phải không? Bái Đính đúng rồi. Tính ra mà chưa có dịp để đi ra đó nói được luôn. Hoàng là coi được. Bái Đính. Rồi Tràng An, Tam Cốc Bích Động. Ngay đó thì anh đi luôn được cả thằng Phong Nha Kẻ Bàng. Là cái tour đó chừng đi từng mới đã. Chứ đi 2-3 ngày không chơi không có đi không có vui. Trời anh ngay chỗ Tràng An ha. Chụp hình hơi bị xịn xò nha. Rất đẹp luôn á. Rất đẹp rồi. Chùa Bái Đính thì tới đây thì em không thích lắm. Tại vì nó mang phong kiến của hơi nghiêng về bên Trung Quốc. Nó xây theo kiểu Trung Hoa chứ không phải kiểu Việt Nam mình. Bái Đính á, nó có hai khu là Bái Đính cũ và Bái Đính mới. Bái Đính mới nó xây theo phong cách Việt Nam, còn Bái Đính cũ là chùa cổ truyền thống thì cổ á. Bái Đính mới là của Trung Quốc, xây theo kiểu kiến trúc Trung Quốc. Còn Bái Đính cũ á mới là của Việt Nam, nhưng mà Bái Đính cũ nó không cho tham quan. Tại vì các sư thầy tu đó là nó không cho tham quan. Nó như là cái thiền viện cho thầy. Đúng rồi. Còn Bái Đính mới á là khu tham quan mà không có thầy chùa, không có gì đó hết trơn á. Và nó rất là rộng. 500.000 hectare vô đất. Vậy là nó còn hơn cái thiền viện Minh Đăng Quang ở quận 2 nữa luôn. Bự mấy lần. Nó đang có cái thiền viện của nước ngoài á, dạ. Cái gì kiều ta xây. Nó là được cái gì gọi là lớn nhất Đông Nam Á luôn mà. Có gì phải đi ra đó. Đi từ nơi nó rộng tho là rộng luôn. Mà đâu được đi xe lên đó là mình phải gửi xe cho máy xe, xong rồi đi xe điện vô xong rồi đi bộ lên. Trời ơi nghe ngán nhỏng nghe ngán lắm.
Nó từ ngay cái cổng mà anh đi vô, anh đi hết 500 tượng của các vị La Hán thôi nha, là thấy bỏ giò rồi đó. Cả những cả buổi á. Vừa lên cái chất điện là thấy bỏ giò rồi đó nha. Cái điện đi lên trên nữa, xong rồi cái bức tượng Phật, Phật gì ta? Như là Phật Thích Ca gì đó, tượng lớn lắm đúng không? Đúng rồi, tượng rất lớn, lớn. Ở ngoài đó thì có tượng mẹ Quan Âm nữa. Tượng lớn lắm, má đó. Đi lên tượng đó là anh phải lên mấy trăm bậc tăng cấp nữa. Nghe cái cảnh đó rồi lại hết đi rồi. Nghe đi, nghe đi, thấy thở không? Cái đợt mà em đi Đi Phật Đà Lạt đó, là cái gì điện tử á, cái gì yên tử á. Chùa yên tử. Không, có hay không? Núi yên tử thì núi, núi yên tử, núi yên tử. Còn chùa, chùa Đồng rồi á, chùa Quan, chùa Thủy Quan, chùa Đồng rồi á. Đó. Em đi ngay mùa lễ hội. Từ chân núi lên tới đỉnh núi là 5 km. Mà em leo nửa ngàn trời cũng tới á. Ủa nó nhớ là như hồi kỳ đó là cáp rồi mà. Thì đó, em đây đây đây. Em đi cáp không tới đây. Còn em đi bộ là em tới nơi rồi đó. Em biết sao mình lựa chọn mình đi cáp chứ là bỏ giò, nhưng mình đâu ngờ ai cũng lựa chọn giống mình đâu em. Ai cũng đi cáp hết, kẹt cứng ngắc. Ta nói từ đây tới cổng ngon 15 phút chưa tới cổng nữa. Vậy là kiểu giống như núi Bà ở Tây Ninh mà kỳ á, cũng vậy. Cứ chui lên trên đó đi đi đá, rồi cuối cùng mấy người đi bộ lên trước mình. Đó, đó. Đây nè. Alo, bắn phải không anh? Tao còn nằm ở dưới cây tiêu, tao lên đỉnh rồi nha. Mẹ đi lên đi. Tao đi bước này là còn không biết nữa nè. Đi cáp mới á nha, chứ không phải cáp cũ mà đi còn không chen, không chen lọt. Đi cáp á là 700 ngàn, còn đi bộ á không có tiền, đi bộ tốn 15 ngàn để mua cái cây trúc á, cái giống vậy đi lên thôi. Mà ai mua cái cáp 15 ngàn bạc nó mặt nữa. Mà ai cũng đi cáp. Ăn đi cáp thì đâu biết ai cũng như mình đâu, mình lựa chọn đi cáp hết, trời đông mà cứ ngắt luôn. Cáp cũng như là cáp gì khoan chứa chỉ 9 người. Mà đến 1, 2, 3, 4, 17 người rồi luôn muốn chết luôn rồi luôn. Tại vì nó làm cho nó quá tải nguy hiểm lắm. Nó kia là khoan chỉ chứa 9 người mà mình đi đến 17 người rồi luôn thôi là luôn nè. Vui quá à. Đẹp lắm. Chúng ta điện tử đẹp lắm. Không mà sao những lần đi du lịch thì rút ra kinh nghiệm là không nên đi du lịch vào mùa lễ. Đúng rồi đó, chính xác. Ừ. Mùa lễ không như là mình thích đi lúc nào mình đi thôi, không cần phải lượng hay lễ, lượng hay lễ quải lắm. Lễ đi rất là vãi luôn, mà em ra cái gì nó bất ngờ lắm nha anh Tâm. Chùa mình nghĩ là người ta ăn chay, uống đồ chay phải không anh Hề nha. Lấy đồ mặn không? Uống đồ mặn. Ủa kỳ, em quay rồi kia. Đó đó, đây kể em nghe. À, hai ông đó dắt hai cùng. Em biết dắt cái gì? Em cũng tò mò, em cũng dắt đi theo. Lên cái tỉnh, gỡ lại hai con heo quay lên cúng. Ờ, chùa cúng kỹ đó. Không, mở heo hai heo quay bỏ lên bàn thờ cúng. Cúng mà chừng 5 phút, 10 phút thôi. Cứ 5 phút, 10 phút xong cái bắt đầu chiên ra giữa cái sân chùa, cái sân vậy nè. Cái đại tướng mặt cái thạch, cái mọi người xuống vô chặt heo ra. Ồ, vậy là còn ăn là còn được nha. Hồi kỳ ở bên trên mấy chỗ đâu á là cũng cúng, nhưng mà kiểu như núi Bà núi biển kia đó. Dạ, nghe nói là thuê ví dụ mấy trăm đó, rồi nó rinh lên cúng xong rồi nửa tiếng tàn nhang đem xuống. Đó là ghê. Kiểu nó cúng gì mà cúng gì cả. Nhớ là nó đi cũng vui, em mùa lễ đâu đó. Cái đó nếu mà em đi bộ chắc là nhanh lên hơn. Bữa đi cáp lựa chọn sai lầm. Năm nay đây đâu Tết em đi chùa, đi núi gì kia. Bạn em lên nó chắc in hết rồi, mình chưa chắc in được. Nó lên đỉnh nó chắc in rồi, nó có hình chắc in rồi mà không có tức lắm mày. Không, mà năm nay không biết sao nha, Tết em đi với không rồi ở nhà tiếp. Chắc quen rồi. Chắc quen rồi đó anh. Năm ngoái thì con Delta, năm nay con Omega. Omega 2020 con cái gì? 2021, Tết 2021 thì con kia năm nay 22 quốc thêm con này mệt mỏi. Như bên đâu như Singapore, Hồng Kông là có rồi.